Mới về cứ đi đi trải nghiệm coi đăng ký nó cần cái gì hết anh em, thì tôi đang chia sẻ chủ yếu là để muốn mọi người coi rồi biết chứ nhiều khi mình không biết cái rồi mình bấm đăng ký mà không biết làm sao. Rồi nhập số điện thoại, số điện thoại của tôi là số mấy ta, 0988 nè. Rồi ok, tiếp tục số điện thoại, nhập số điện thoại mình vô hết anh em. Verifying robot, mã xác thực nó gửi cho tôi. Rồi ok, họ bao giờ tên, tôi thì tôi ghi vô sợ em giống ghi độ dân tâm nè. Rồi mật khẩu đặt cũng dễ thôi, 2244 66 bậy rồi. Phức tạp quá anh chị, 2 2 4 4 6 6. Rồi ở dưới 2 2 4 4 6 6 tiếp tục. Rồi nhập mật khẩu đăng nhập ha. Chơi liền ta, quyền tài xế, đọc kỹ có gì anh em. Ồ được bảo dưỡng xe là miễn phí nè, thơm vậy. Được trang bị đồng phục này, có tốn tiền không ta, bấm xác nhận điều khoản đây. Xác minh tài khoản thì mình ở đâu ta, tỉnh mình đâu mình điền vô đó ha. Hiện tại có ở đâu, trời ở kiếm miền Bắc mình mới miền Nam khổ thiệt chứ. Nhớ chọn miền anh em, chọn Đại Long An cái, chỉ có xe máy thôi. Rồi hồ sơ thì ảnh cá nhân, giấy phép lái xe, chụp hai mặt lái xe ha. Ok. Rồi căn cước công dân, chụp hai mặt căn cước công dân ha. Ok. Thông tin xe thì có cái cà vẹt xe. Ok. Hình ảnh xe, ảnh phía sau rõ biển số, ảnh phía trước, ảnh ngang bên phải, bốn hình trước sau trái phải, không xài đèn LED, chụp ban ngày mà xài đèn LED gì ông cố rồi. Chuyện bảo hiểm xe máy ha. Rồi này cũng dễ thôi, tính ra thì đăng ký cũng đơn giản ha. Sau khi đăng ký bấm nộp hồ sơ nha, tôi thì tôi không có nộp hồ sơ cho nên là tạm thời nằm đây. Rồi giờ ra cái kèo tìm cuốc xe hả. Ở đây thì có gì, có bảo dưỡng sửa chữa hả. Ở đây là xe xe hơi bảo hiểm mà. Giờ nằm ở Hiệp Bình Chánh Thủ Đức hả ta. Khi bảo hiểm phương tiện, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm xe hơi rồi đó. Rồi cơ bản thì cũng dễ hơn em, thì anh em nào đăng ký thì làm theo đúng như thủ tục hay coi sao ha. Tôi thì tôi chưa nhu cầu đăng ký giờ, bạn lên chia sẻ anh em coi. Rồi bye bye.